Xin chào mọi người, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Quỳnh Gia Alpha xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó chính là cân đo trọng lượng thực phẩm sử dụng trong nhà bếp đến từ thương hiệu của Mỹ Hormedis Center, mã sản phẩm là 139RDDRA. Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn đo lường kỹ thuật quốc tế, cho nên là nó sẽ là một cánh tay đắc lực hỗ trợ tốt cho các chị em nội trợ trong việc phân chia thực phẩm, chế biến thực phẩm theo công thức và được các đầu bếp thợ làm bánh sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Sản phẩm này nó sẽ có các bộ phận như là một cái thân cân chính, một cái khay đựng thực phẩm khi để lên cân, làm bằng chất liệu là nhựa cứng, có thể dễ dàng vệ sinh bằng thao tác vệ sinh thông thường hoặc là bằng các máy rửa chén bát chuyên dụng, và một cái núm xoay giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh lại các chỉ số khi mà chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian dài khiến cho các chỉ số bị sai lệch. Sản phẩm này sẽ có một cái chiều cao tổng thể là 22 cm và đường kính của mặt kính sẽ là 10.5 cm, đường kính của khay đựng thực phẩm sẽ là 17.5 cm. Sản phẩm này nó sẽ có các chỉ số đo lường như là kilogram, gram, bao và ounce. Sản phẩm có kiểu dáng thiết kế truyền thống, bắt mắt, mặt hiển thị số chia vạch cổ điển với các thang đo phong phú, cách đọc các thông số đơn giản, được hiển thị rõ nét, vô cùng thân thiện với người tiêu dùng. Và sản phẩm này nó sẽ có trọng lượng cân tối đa là 3 kg, 6 bao và 8 ounce. Và độ chia nhỏ nhất của sản phẩm sẽ là 25g và 1 ounce. Và trên đây em đã chia sẻ đến mọi người sản phẩm cân đo trọng lượng thực phẩm nhà bếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.